Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng Bi Vật Tư Phan Nhân .com, một công ty chuyên cung cấp các loại vật tư đường ống, các loại phụ kiện đường ống, rang, hàn và mặt bích, các loại van vòi. Hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị và chỉ cho anh chị các bạn cách mua một cái loại hàn mà hiện tại là Phan Nhân đang bán, đó là cái loại cùm cờ lam anh chị các bạn. Trước mặt anh chị đó là những cái hình ảnh cùm lam mà hiện tại là công ty chúng tôi đang bán chung với những cái vật tư đường ống để dùng để siết ống. Cái loại này dùng để siết ống và dùng để tháo mở những cái nơi mà mình cần siết ống nha anh chị các bạn. Thì cái loại hàng này hiện tại là nó có rất nhiều hệ, hiện tại là Phan Nhân đang bán đầy đủ các hệ, ví dụ như hệ vi sinh này, hệ đinh và hệ đường ống thông thường. Ví dụ như hệ đường ống thông thường là hệ đường ống như là Phi 21, Phi 27, Phi 34, Phi 42, Phi 49, Phi 60, Phi 76, Phi 114, Phi 90, Phi 140. Thì cái loại hàng này á, cái cùm này nó đi theo cái ống hệ thông thường đó, hệ 21, 27, 34, 42, 49 đó. Thì chất liệu cái cùm này á thì nó là bằng inox 304 và 316 nha anh chị các bạn, rất là mạnh mẽ. Nhìn anh chị nhìn nó rất là dày. Thì mình sẽ mở cái cùm này ra để anh chị các bạn có thể thấy cụ thể trực tiếp. Và khi mình chọn mua đó, nhiều lúc mình gần hàng rồi mình mô tả với các anh kỹ thuật á một cách cụ thể về cái cùm mà sắp mua cho mấy ảnh xài. Thì đây là cái niềng ngòi anh chị các bạn, đây là cái niềng ngòi của nó này, đó, cái niềng ngòi thì nó có cái tay quay, cái tay siết, nó cái niềng ngòi. Còn đây là cái niềng trong thì nó có ba phần đó, nó ba chi tiết. Hai cái ở giữa này có một cái râu, ở giữa có cái râu này, bên cạnh thì nó có cái nắp ấp giờ lại. Thì ở giữa này có cái râu thì có, nó có những cái làn râu này nó để vô, nó fit, nó fit vô anh chị các bạn này đó. Và một điều mình lưu ý nữa là cái râu này á, nếu mà anh chị các bạn xài mà đã xài cái cùm cờ lam này nè mà thấy nó không bền nhé, thì anh chị các bạn liên hệ với Phan Nhân chúng tôi nha. Thì vì cái râu này á, chúng tôi có thể thay thế một cái loại râu khác nó tốt hơn, đó là râu BTFE hay còn gọi là Teflon. Cái loại này á, cái loại râu nguyên bản của nó, râu mà khi người ta sản xuất ra cái cùm này á, người ta xài râu silicone. Thì cái râu silicone nó cũng tốt rồi, nó có những cái đặc điểm của nó, ví dụ như chịu nước nè, chịu dầu, chịu hóa chất và một số dung môi. Nhưng mà nó chịu hơi nóng, nó ở mức độ từ 100 tới 180 độ C thôi. Nên là khi mà cái đường ống nóng á, nó nóng quá và nó liên tục nóng như thế, nó làm cho cái chất liệu silicone nó bị lão hóa nhanh và nó sẽ không kháng nổi một số cái hóa chất cũng như nhiệt độ tác động vào nó trong một thời gian dài, thì nó sẽ bị hư. Thì thay vì nó hư thì nó bị xì cái cùm anh chị các bạn. Cái cùm này, cái cùm bằng kim loại này rất là khó hư, rất là khó hư nha. Nhưng mà nó hư á, thì nó sẽ bị xì cái cùm. Thì thay vì như vậy thì người ta sẽ phòng trước và người ta sẽ mua một cái râu này trước, người ta thay thế cái râu này, người ta mở ra, người ta cắt cái này để khi nào cần xài thì người ta xài ở việc khác. Còn không á, thì người ta sẽ bỏ nó ra riêng và người ta sẽ mua cái râu Teflon á, râu BTFE đó, người ta gắn vô ở cái phe này. Và cái râu BTFE thì nó vừa fit như vậy luôn, nó là một cái râu thay thế mà, nên năm ra nó thay thế được cái hàng này, nó fit như vậy anh chị các bạn, ok luôn, nó không có vấn đề gì hết. Đây là cái cầm nguyên bản của nó nha, cái cầm nguyên bản của nó dùng để cầm ống. Thì đây là cái cầm hùng tháo ra để review cho anh chị các bạn. Rất mong quý anh chị các bạn tin tưởng và ủng hộ Phan Nhân. Anh chị các bạn có thể đăng ký kênh để khi Hùng review những cái loại hàng khác, anh chị các bạn có thể nhận được những cái thông tin mới về những cái loại vật tư mà hiện tại là Phan Nhân đang bán. Kính chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.